Bản tin nóng siêu vắn ngày 1 tháng 9 2021. Tin dịch siêu vắn. Tính từ 17 giờ ngày 30 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.607 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 12.591 ca ghi nhận trong nước. Tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm 4,2% trên tổng số các ca mắc bệnh COVID-19 nằm trong giới hạn dao động của thế giới. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 30 trường hợp F0 vẫn di chuyển ra đường và 2 trường hợp làm giả giấy đi đường. Hà Nội tìm người nhận sách giáo khoa ở trường tiểu học Đặng Trần Côn sau khi bảo vệ là F0. Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đánh giá có thể thành phố Hồ Chí Minh đang đỉnh dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố Hồ Chí Minh xem xét để có cơ chế khuyến khích các F0 đã khỏi bệnh đủ điều kiện sức khỏe để tham gia vào lực lượng hỗ trợ phân phối thực phẩm cho người dân. Hà Nội phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc. Vaccine Sinopharm cháy hàng tại các quốc gia Đông Nam Á giàu có, phí tiêm 1,6 triệu Việt Nam đồng, người dân xếp hàng cả tháng mới được tiêm. Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu 15 triệu liều vaccine Pfizer của Donacorp. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế lỏng do Ấn Độ trao tặng. Shipper có thể đi chợ hộ cho người dân vùng xanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội, huyện Mê Linh thí điểm sử dụng Flycam giám sát người dân trong khu phong tỏa. Thanh Hóa lên kịch bản điều trị 10.000 ca COVID-19. Đã có gần 2,4 triệu lượt người ở Hà Nội được hỗ trợ. Tin trong nước siêu vắn. Cô gái nhảy cầu Nhật Tân xuống sông Hồng rồi tự bơi vào bờ. Hàng chục ngàn sinh viên được nợ học phí vì dịch COVID-19. Truy trách nhiệm chủ đầu tư thi công nâng cấp đường sắt làm tàu hỏa gặp nạn. Công điện hỏa tốc của Thủ tướng tuyệt đối không để người dân ra đường đông trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Từ ngày 1 tháng 9, quy định mới về nhà đất có hiệu lực, người dân không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm sổ đỏ. Mưa diện rộng chấm dứt hạn hán, các tỉnh Tây Nguyên sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Dịch đẩy nhiều lao động tự do mắc kẹt ở Hà Nội ra ngủ gầm cầu, nhặt rác kiếm sống. Người dân đổ xô vào rừng hái xoài. Tin kinh doanh siêu vắn. Hơn 70% cổ phiếu ngân hàng giảm giá trong tháng 8. Bà Trịnh Hoa Giang rời ghế phó tổng giám đốc FPT Retail. Hải sản Phú Quốc giảm giá mạnh. Tiếp tục thống trị ngành mì gói Đông Âu khi nhiều người rút về nước, công ty liên quan chủ tịch VIB được định giá gần 1 tỷ đô la Mỹ từ năm 2008, chiếm 1/2 thị phần tại Nga. Dồn dập giảm lãi suất, xuất hiện những ông lớn ngân hàng quốc doanh hạ lãi suất tiết kiệm. Chuyên gia dự báo giá bất động sản Vendo sẽ không còn rẻ. Bất động sản nghỉ dưỡng, ngủ đông thời kỳ COVID-19. Khách sạn được giao bán ồ ạt. Chung cư mini dễ mua, khó bán. Tiến Phước huy động hàng trăm tỷ rót vào hai dự án hơn 10.000 tỷ tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ninh Bình, hàng loạt homestay rao bán, giá giảm cả nửa vẫn không có khách. Giá gas tiếp tục tăng tháng thứ 7 trong năm 2021. CEO GoTrack Việt Nam, GoCar là đứa con sinh ra vào mùa bão. Tham vọng đưa VinFast trở thành hãng xe toàn cầu, Vingroup rót gần 2.000 tỷ đồng cho R&D trong nửa đầu năm 2021. 10.000 doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long rời khỏi thị trường chỉ trong 3 tháng. Vietnam Airlines báo lỗ quý thứ 6 liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên gần 17.800 tỷ đồng, chính thức âm vốn chủ sở hữu. Tin khám phá siêu vắn. Người dùng iOS bỏ ra hơn 40 tỷ đô la Mỹ để mua ứng dụng, chịu chi gấp gần 2 lần so với người dùng Android. Người đi tiêm vaccine COVID-19 ở Philippines được cho xem phim đại dịch zombie trong lúc chờ đến lượt. Anh quay video mặt trăng đăng lên Facebook và bị block vì vi phạm bản quyền mặt trăng. Nồi lẩu phát nổ do bật lửa rơi vào, cả nhóm khách bị bỏng nước sôi. Module trạm ISS xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Mạng xã hội lan truyền nhiều người kêu cứu trợ nhưng đến check thấy tủ lạnh đầy ắc thức ăn. Tháo chạy sau 3 tháng bỏ phố về quê. Thử nghiệm vaccine HIV tại Nam Phi thất bại. Tin ý tưởng làm giàu không khó sơ vấn. Thu về tới hơn 114 tỷ đồng chỉ trong một năm, cô gái người Mỹ trở thành TikToker kiếm được nhiều tiền nhất thế giới là vào top 30 under 30 của Forbes, xinh đẹp, nóng bỏng và còn rất trẻ. Thất nghiệp vì COVID-19, nữ bồi bàn quay xe học code trong 3 tháng, xin được việc lương gần tỷ đồng trên năm. Chủ sàn đa cấp bỏ trốn cùng số Dogecoin trị giá 119 triệu đô la Mỹ. Quảng Ninh, hàng chục nhà đầu tư nếm trái đắng khi tham gia giao dịch tiền ảo trên sàn BuzzTrade. Hà Nội mất 520 triệu đồng sau cuộc gọi từ nhân viên điện lực giảm. Tin giải trí thể thao siêu bắn. Sir Alex, con làm tất cả vì thầy.
Paris Saint-Germain từ chối bán Mbappe với giá 220 triệu euro. MU trả phí chuyển nhượng của Ronaldo cho Juventus trong 5 năm. Bồ Đào Nha, Cộng hòa Ireland, Ronaldo đứng trước cột mốc lịch sử. Barca đẩy Griezmann sang Atletico. Con trai Messi gia nhập đội trẻ Paris Saint-Germain. Tin thế giới siêu vắn. Chuyên gia Nhật Bản phát hiện đột biến mới của biến thể Delta. Xe buýt lao xuống vách đá, 29 người thiệt mạng ở Peru. Ông chủ công ty mẹ của Shopee trở thành người giàu nhất Singapore. Hủy tổ chức Hoa hậu quốc tế Miss International 2021. Alibaba đuổi việc 10 người vì công khai bê bối tình dục rúng động giới công nghệ Trung Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc muốn ông Lee Jae-yong sớm trở lại điều hành Samsung. Bản tin nóng siêu vắn, tin tổng hợp siêu nhanh siêu ngắn phát lúc 7 giờ sáng hàng ngày. Hãy dành vài phút nghe đọc để biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Quý vị thấy bản tin hấp dẫn thì like và comment ủng hộ thêm bản tin bằng cách theo dõi các kênh podcast và YouTube nhé.